Ai về thăm quê hương tôi, nơi biên cương là đây, có rừng cây thiên nhiên xanh biếc một màu. Đây Hà Giang quê chúng tôi. Gỗ vùng cao về xuôi xây đời mới, thắm tình giữa miền xuôi với miền ngược. Có ai về khơi thêm muôn hàng, mời lên thăm đây Hà Giang. Ôi đẹp sao đây vùng cao quê tôi đang đổi mới. Ở nơi cực bắc của Tổ quốc, con đường đi lên lấn trong đá núi và lấn vào tiếng lao sao vang vọng của bài hát về một miền biên cương. Giai điệu đây Hà Giang quê tôi cứ ngân lên một cách tự nhiên cùng với những người thực hiện ký sự này. Và dù rất nhiều người trong đoàn đã không còn cảm giác lần đầu tiên đến với cực bắc, nhưng dẫu có đi thêm 100 lần nữa thì những cung bậc cảm xúc của mỗi người vẫn cứ vượt qua núi, lên mãi cùng với con đường độc đạo. Và con đường lên cao nguyên đá ấy được gọi tên là con đường hạnh phúc. Dù chưa thật bằng phẳng và hiện đại, nhiều đoạn còn có đá lăn, chắn đường, nhưng lịch sử hình thành con đường đã là câu chuyện tưởng như chỉ có trong huyền thoại về ý chí của hàng vạn thanh niên xung phong mở đường trong những năm đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội trên miền Bắc. Bởi hàng 100 km đường lên trời ấy đã được mở ra gần như chỉ bằng sức người. Cột mốc đầu tiên của hành trình trên cao nguyên đá là cổng trời Quản Bạ. Từ trên độ cao 1.500 m so với mực nước biển, du khách sẽ thấy một bức tranh miền sơn cước rực lên trong ánh sáng. Thấy được núi đôi, một tạo phẩm kỳ diệu của tự nhiên. Và cũng từ đây, khi bước qua cổng trời, du khách sẽ vào đến thế giới vĩnh viễn của đá, của những màu sắc vốn đây như vậy trên nền trời xanh thẳm từ hàng triệu triệu năm trước. Giữa cao nguyên mênh mông, tưởng chừng như chỉ có đá ấy, bất chợt xuất hiện vài bóng của người bản địa gùi củi, gùi rau cỏ hay dắt trâu bò thư thả. Có lẽ thời gian cũng dường như chậm lại ở nơi này cùng với mây núi. Để rồi cũng bất chợt thị trấn Đồng Văn hiện ra đầy mộng mị của một cõi mà dấu ấn của 100 năm về trước vẫn còn in đậm. Lọt thỏm giữa bốn bề vách núi, những công trình xây dựng ngoài 100 tuổi quần tụ lại thành một khối vuông vức giữa trung tâm thị trấn Đồng Văn. Và tiền nhân vượt lên tất cả những cố gắng sinh tồn của mình đã kịp ghi khắc trên đá núi dấu ấn của sự phát triển bậc nhất ở trong bán kính tính bằng hàng 100 cây số vuông. Dẫu rằng 100 năm sau, dấu ấn thâm trầm cổ kính của những hàng hiên mái chờ ấy đã phần nào bị lấn át bởi hơi thở gấp gáp của đời sống hiện đại, những mái nhà chạy quanh vòng cung vuông vức ấy vẫn sẽ là điểm dừng níu bước chân du khách. Hãy đi chậm lại để chạm vào những dấu tích thời gian kiến trúc cổ Việt Trung độc đáo vốn đã xuất hiện ở đây từ những năm cuối thế kỷ thứ 19. Ở cách Đồng Văn chừng nửa giờ xe chạy có một công trình kiến trúc khác mà bất cứ ai lên tới cao nguyên đá đều được người dân bản địa nhắc đến. Một ngôi nhà đi vào huyền thoại ngay từ khi nó vừa mới được dựng nên. Ẩn mình sau những tán cây sa mộc thẳng tắp vươn mình lên cao vút, khu di tích nhà Vương tại xã Xà Phìn là công trình bề thế nhất, tiêu biểu cho một thời kỳ hoàng kim của một dòng tộc đã trở nên hùng mạnh nhờ loài hoa anh túc. Khu nhà gồm 64 gian phòng khác nhau này đã được dựng nên từ những gì tốt nhất, thợ khéo đến từ Vân Nam Trung Quốc, cùng với những phiến đá núi, gỗ rừng,
đã tiêu tốn hơn 150.000 đồng bạc trắng và 8 năm ròng rã để tạo ra được công trình này. Thầy có nói rằng đây là cái địa thế đất có nổi lên giống hành mai của con rùa, là tượng trưng cho thần Kỳ Quỳ. Tại nhà này nói về cơ bản là chúng ta giữ được nguyên si từ trước cho đến tận bây giờ. Sau khi hoàn thành cái ngôi nhà này vào năm 1928 thì ông cụ cho khắc ở cửa vào này có xuất hiện hai câu đối khắc bản chữ nho. Câu đối ở bên tay phải của chúng ta đây đó là gia tích thiện hiền, nhân xuất nhập gia đình tích đức trong người hiền ra vào. Ở bên trái mong phong liêu quý khách bằng hai cửa rộng mở đón khách quý đến thăm. Và bên sân chỗ là chúng ta sẽ đi tiếp theo vào khu bên trong. Dạ. Hiện nay ở trước cổng này đang có 6 hộ gia đình. Và cái tòa nhà của cụ Nguyễn Chí Đức này, ngày xưa ông chủ yếu là xây dựng theo kiến trúc của Trung Quốc do diện trời. Thứ nhất là lấy đủ ánh sáng cho ngôi nhà. Thứ hai, có thể lấy được một chút chúng ta gọi là cái tinh hoa phú quý của đất trời sẽ đem lại sự may mắn cho gia đình. Nên chúng ta gọi là ba cung, cũng gọi là ba diện trời. Vâng, ngày xưa cụ Nguyễn Chí Đức là tuy nhiên xuất thân là người dân nghèo, nhưng thời kỳ đó ở Đồng Bang có một cái nguồn thu nhập, đó chính là thuốc viện, một trong nguồn thu nhập duy nhất của đồng bào người Mông thời đấy tại Đồng Bang. Chính vì thế ở đây cũng có hai cái chân cột đá đối diện với nhau đây, chính là biểu tượng hai trái quả thuốc viện, chúng ta gọi là cái trái quả hoa anh túc. Trước khi trở thành di tích lịch sử quốc gia, nhà Vương ở được hai đời, đến khi Vương Chí Sình, hay còn gọi là Vương Chí Thành, ông vua Mèo đệ nhị tiếp quản sự nghiệp, thì cách mạng tháng 8 bắt đầu. Giác ngộ cách mạng được Bác Hồ tin tưởng mời về, Vương Chí Sình đã trở thành đại biểu quốc hội đầu tiên của người Mông. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tặng ông Vương Chí Thành thanh đao có ghi hai dòng chữ: tận tâm báo quốc, bất thù nô lệ. Những dòng chữ đó cũng được khắc lại trên bia mộ của ông trong khuôn viên dinh thự. Khuôn viên rộng hơn 1.000 m² này không chỉ đẹp bởi lối kiến trúc mà nó còn chứa đựng biết bao bí mật chưa từng được kể lại hoặc giả đã bị lãng quên đi nhiều. Hơn 80 năm trước, phía chùa ngựa này là nơi ở của hàng chục con ngựa thồ hàng hóa và thuốc phiện, lan truyền sự giàu có của nhà họ Vương đi khắp vùng cao. Gần 70 năm trước, cách chùa ngựa này cùng với những người phu chăn ngựa một dãy nhà là thế giới mà những kẻ mơ mộng nhất trong số họ cũng không bao giờ nghĩ đến sẽ được bước qua. Và câu chuyện về một người chăn ngựa cho gia đình họ Vương cũng sẽ là huyền sử của mảnh đất vùng cao cực Bắc này, khi cách mạng tháng 8 đã làm thay đổi không chỉ nếp sống, cái nghĩ từ ngàn đời của vùng cao. Nắng và gió đã làm mờ đi bao dấu vết thời gian, nhưng câu chuyện cùng với ông Vù Mỹ Kè đã là một trong những câu chuyện bất ngờ thú vị của chúng tôi trong chuyến hành trình lên với cực Bắc của Tổ quốc mà chúng tôi sẽ kể lại trong những câu chuyện về sau của chuyến đi này. Tạm biệt một Xà Phìn còn đầy bí ẩn, tạm rời xa nhà Vương, bước chân của những người thực hiện ký sự này đã ở rất gần với đỉnh đầu Tổ quốc. Cách Đồng Văn chừng hơn 30 cây số là Lũng Cú. Địa danh thiêng liêng diệu vời ấy hiện lên trong một sáng mù sương thật khác lạ. Du khách nếu chọn một ngày như thế này để tìm tới Lũng Cú, có lẽ sẽ mang về nhiều hơn những trải nghiệm về một chuyến đi. Mình ở trong thành phố Hồ Chí Minh ra thì đây là lần đầu tiên đi ra các tỉnh phía Bắc. Vì thời gian nó cũng không có cho phép thì có thời dịp nào mà sắp xếp được thì mình ra đây tham quan. Và cảm giác đặc trưng ở đây lần đầu tiên mình rất là thấy một cái gì nó rất là thiêng liêng, vì được biết đây là cái nơi, cái địa đầu của Tổ quốc, và mình đặt chân lên đây là mình
Thật nói là trong đời rất là hạnh phúc, ngày hôm nay cũng rất hạnh phúc mặc dù là trời rất là giá rét. Cột cờ Lũng Cú trên đỉnh núi Rồng cao 29,5 m, lá cờ đỏ sao vàng thiêng liêng, rộng 54 m², đại diện cho 54 cộng đồng dân tộc anh em. Bước qua gần 400 bậc, 140 bậc xoáy ốc lên đỉnh cột cờ sẽ được chạm vào lá quốc kỳ nước Việt thân yêu nơi đỉnh đầu Tổ quốc. Những con số cụ thể, thiêng liêng và ý nghĩa cho bất cứ một hành trình khám phá nào. Nhưng trên đỉnh cột cờ này còn có những con số khác không đong đếm được, là mồ hôi cả trong những ngày giá rét của những người chiến sĩ biên phòng, là lịch sử ngàn năm màu ạt trong tâm hồn con dân đất Việt mỗi khi chứng kiến lá cờ thiêng tung bay. Là một người được đảm nhiệm cùng anh em làm công tác thay và công tác bảo vệ cờ, bản thân tôi cảm thấy rất là vinh dự và tự hào được thường xuyên chăm sóc lá cờ và thay cờ để khẳng định cái chủ quyền của đất nước, cũng như là đánh dấu cái mốc cực bắc của Tổ quốc. Về mùa đông thì thời tiết là khắc nghiệt, mưa, gió, rét. Trong cái điều kiện khắc nghiệt đấy, nhưng anh em chúng tôi vẫn khắc phục để đảm bảo lúc nào cũng lá cờ cũng tung bay trên đỉnh núi Rồng, đỉnh cực bắc của Tổ quốc, để thể hiện cái chủ quyền khi phách hiên ngang của Tổ quốc Việt Nam. Dưới chân cột cờ trải dài tít tắp về phương Nam là Tổ quốc với tròn vẹn hình hài. Dưới chân cột cờ thật gần hơn nữa là những bản làng đẹp như tranh thủy mặc, là cuộc sống bình yên của những con người miền núi, chất phác và hiền hậu. Và bên những họa tiết trang trí dưới chân cột cờ ấy cũng còn chứa đựng biết bao ước mơ của người dân miền cao nguyên đá. Sinh ra dưới chân cột cờ, ngay từ nhỏ, hình ảnh những người chiến sĩ biên phòng và lá cờ Tổ quốc đã trở nên quen thuộc với cậu bé Vàng Dì Pho. Rồi ước muốn được trở thành người chiến sĩ biên phòng, được kéo lá cờ Tổ quốc ngay trên mảnh đất quê hương, cứ lớn lên, thôi thúc. Và mơ ước được tự tay kéo lá cờ Tổ quốc tung bay trong gió của cầu đã thành hiện thực khi Vàng Dì Pho đã có ngày trở thành một người lính biên phòng của đồn Lũng Cú. Giờ đây, dù đã ra quân, nhưng những khoảnh khắc ấy vẫn mãi là niềm tự hào của Vàng Dì Pho, để cậu lính trẻ thêm yêu Tổ quốc và tự hào về quê hương, làng bản của mình. Những khoảnh khắc như thế trong Pho đã và đang làm nên một vùng biên cương đẹp hơn, giúp cho những người thực hiện chương trình Sau hành trình tìm tới Pho
thêm vững tin vào sự phát triển và một tương lai tốt đẹp trên mọi vùng cao nguyên đá sẽ đến nhanh hơn. Em là một người có hiếu. Hồi bé thì thỉnh thoảng ra ngoài bờ ruộng đứng thấy các chú bộ đội treo hạt cờ. Lúc đấy em cũng có mơ là sau này cũng trở thành người lính biên phòng được tận tay treo hạ cờ. Mỗi một lần thế thì cảm giác của em như thế nào? Em cảm giác vui và tự hào vì một người con dân tộc được tận tay treo và hạ cờ. Cao nguyên đá, vùng phên dậu của tổ quốc ấy đang được hàng triệu trái tim yêu nước dõi theo trong mỗi nhịp đập gửi gắm tới miền biên ải. Động lực đó nâng mỗi bước chân tuần tra của người chiến sĩ biên phòng, để dẫu còn có muôn vàn khó khăn, họ vẫn chắc tay súng bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của tổ quốc. Trên địa bàn biên giới, lực lượng bộ đội biên phòng, công an và quân sự là ba lực lượng nòng cốt của lực lượng vũ trang của địa phương để giữ vững cái an ninh quốc phòng trên địa bàn huyện Đồng Văn. Nên ba lực lượng này thì thường xuyên hàng quý của tổ chức giao ban hàng tháng thì đã trao đổi tình hình và đặc biệt là xử lý các tình huống, các vụ việc xảy ra trên địa bàn. Các lực lượng đều đoàn kết, thống nhất và hiệp đồng tác chiến lẫn nhau và phối hợp chặt chẽ với nhau. Ở nơi biên cương này, các anh không chỉ là cán bộ, là chiến sĩ mà còn là người thân, là người hàng xóm, chia ngọt sẻ bùi với bà con các dân tộc vùng biên. Tôi công tác ở tỉnh Hà Giang, nó là đến đây được cùng đồng bào dân tộc cùng tham gia sản xuất, trồng cỏ, nuôi chăn nuôi gia súc, cùng canh tác với đồng bào, cùng đồng bào ăn bữa cơm bên đốt lửa. Và tôi cảm giác đó là rất là ấm cúng, mà cảm giác giống như được ở Vĩnh Phúc quê thôi. Hà Giang là vùng cao, địa hình thì bị chia cắt bởi nhiều các núi cao và vực sâu, do đó ảnh hưởng nhiều đến công việc của chúng tôi, đặc biệt là trong thời tiết mùa đông này, khi mà sương mù dày đặc ảnh hưởng đến tầm nhìn, khi đó quá trình tuần tra thì không đảm nhiều. Không có nhiều yếu tố để đảm bảo quá trình tuần tra, song được sự quán triệt và giao nhiệm vụ của ban chỉ huy đồn thì chúng tôi luôn cố gắng nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ để mà làm sao cho góp phần bảo vệ an ninh biên giới và trật tự an toàn xã hội của khu vực địa bàn được đảm nhiệm. Đi để thấy cao nguyên Đồng Văn, nơi cuộc sống cũng là kỳ quan của kỳ quan địa chất toàn cầu. Đi để thấy lũng cú thiên nhiên kỳ vĩ, biến ảo. Đi để chạm được vào sắc cờ đỏ tung bay trên nền trời xanh thắm, cho chúng tôi thêm khát khao khám phá, chinh phục miền cao nguyên đá huyền thoại này. Hà Giang, đẹp trong gian khó, quật cường trong ý chí, bền bỉ trong khắc nghiệt, chứa chan tình cảm yêu thương. Và câu chuyện về những huyền thoại trên con đường lên với cực Bắc của Tổ quốc sẽ còn dài mãi cùng với những cung đường.
Rồi.